cả đội tuyển Pháp và Bồ Đào Nha đều vượt qua vòng 16 đội một cách thiếu thuyết phục, trong khi đội tuyển Pháp đánh bại bị bằng pha phản lưới nhà của Gian Vertonghen. Trong khi đó, đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ vượt qua đội tuyển Slovenia trên chấm phạt đền. Với việc hàng công tiếp tục tịt ngòi ở trận gặp đội tuyển Bỉ, đến nay, đội tuyển Pháp vẫn chưa có bàn thắng nào đến từ các tình huống mở. Sự thật là cặp tiền đạo Mbappe và Griezmann đều đang có kỳ Euro rất tệ và đã phung phí nhiều cơ hội. Trong khi ở hàng tiền vệ, Pháp thực sự nhớ Paul Pogba nhà Á quân thế giới có những cầu thủ thu hồi bóng hàng đầu như Kante và Chouameni, nhưng lại thiếu nguồn sáng tạo ở giữa sân. Đây là nguyên nhân chính khiến Pháp thi đấu bế tắc và phụ thuộc nhiều vào các tình huống tỏa sáng cá nhân của hàng công. Các đối thủ của đội tuyển Pháp đều nhận ra điểm yếu này, họ tập trung đeo bám Griezmann và Mbappe, hạn chế cơ hội tạo đột biến của cả hai. Chỉ cần hai ngôi sao này có ít khoảng trống để gây đột biến, đội tuyển Pháp sẽ thi đấu rất bế tắc. Vấn đề của đội tuyển Bồ Đào Nha thậm chí còn tệ hơn. Cristiano Ronaldo vẫn di chuyển thông minh, nhưng ở tuổi 39, anh không còn giữ được sự sắc bén trong dứt điểm. Ronaldo cũng không đủ tốc độ để đua với hậu vệ đối phương liên tục. Để phù hợp với Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha phải chơi giãn biên và tìm cách bơm bóng vào vòng cấm cho siêu sao này xử lý. Với cách chơi đơn điệu và dễ bắt bài này, đội tuyển Bồ Đào Nha dễ dàng bị các đối thủ độc vị. Hơn nữa, các vệ tinh xung quanh Ronaldo như Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Rafael Leao cũng có một kỳ Euro không thực sự tốt. Vitin Ha là điểm sáng hiếm hoi ở giữa sân, nhưng một mình anh là không đủ để giúp tuyến giữa đội tuyển Bồ Đào Nha tốt hơn. Cả đội tuyển Pháp và Bồ Đào Nha đều đang có vấn đề ở khả năng tấn công ở kỳ Euro năm nay. Tuy nhiên, so với đối thủ đội tuyển Pháp có hàng phòng ngự chắc chắn và ổn định hơn, khả năng phòng ngự tốt có thể trở thành chìa khóa để Pháp đánh bại đối thủ ở trận đấu tới. Pháp đã khiến người hâm mộ phải ngạc nhiên về sự kém hiệu quả của mình trên mặt trận tấn công. Có những chân sút hàng đầu nhưng Les Blur mới chỉ ghi 3 bàn sau 4 trận cô một từ chấm phạt đền và hai từ phản lưới nhà, rõ ràng lối chơi của đội quân áo lam đang rơi vào bế tắc, không chỉ vì dứt điểm kém mà còn xuất phát từ việc sụt giảm số cơ hội tạo ra. Tình hình này còn có nguy cơ tiếp diễn khi Pháp gặp một đối thủ lớn như đội tuyển Bồ Đào Nha, điều dễ tạo ra thế trận giằng co. Về phần mình, đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi thoát hiểm trước Slovenia ở vòng 1/8 vẫn được đánh giá cao, ít nhất là tiềm lực và đẳng cấp không phải bàn cãi. Họ đã chứng tỏ điều đó bằng cách áp đảo trước đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó là Slovenia, dù không thể ghi bàn. Bây giờ, Bồ Đào Nha có thể thận trọng hơn trước một đối thủ đáng gờm như Pháp. Điều này dễ tạo ra tình trạng rằng co và với sự sắc bén trên hàng công của cả hai bị hạn chế, trận đấu có thể khan hiếm bàn thắng. Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ gặp Pháp trong trận tứ kết hấp dẫn của Euro 2024. Cả hai đều có những trận đấu khó khăn để tiến vào vòng tứ kết. Selecao đã phải vào luật luân lưu với Slovenia sau khi Cristiano Ronaldo sút hỏng một quả phạt đền trong hiệp vụ. Dẫu vậy, trong một ngày Diego Costa hóa thánh với ba cú cản phá penalty liên tiếp đội tuyển Bồ Đào Nha đã tiến thẳng vào tứ kết. Đối thủ của đội tuyển Bồ Đào Nha là Leple, đội bóng của De Sam cũng phải nhờ đến bàn phản lưới nhà của Vertonghen để vượt qua đội tuyển Bỉ. Có thể thấy cả đội tuyển Pháp và Bồ Đào Nha đều đang thể hiện những bộ mặt chưa thực sự thuyết phục tại Euro 2024 lần này. Dẫu vậy, với những con người cả hai bên có được cuộc đối đầu giữa Pháp với Bỉ được dự đoán sẽ diễn ra rất hấp dẫn và khó đoán. Đội tuyển Pháp đã chơi trận cầu hay nhất tại Euro 2024 trước đội tuyển Bỉ tại vòng 1/8. Dù chỉ có một bàn thắng từ pha đá phản lưới nhà của Jan Vertonghen, 85, nhưng lối chơi của Les Bleus đã mạch lạc hơn nhờ hàng thủ chắc chắn, tuyến giữa đồng đều và kiểm soát tốt thế trận, tạo được nhiều cơ hội áp đảo, đồng thời hạn chế tối đa các cơ hội phản công của quỷ đỏ đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên, Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Pháp lúc này là họ thiếu một tiền vệ kiến thiết. Nếu như tại World Cup 2022, người cầm nhịp, điều tiết lối chơi, kéo bóng lên và tung những đường truyền mang tính chìa khóa là Antoine Griezmann, thì ở Euro 2024, phong độ của anh đã sụt giảm trầm trọng, thể lực cũng không còn được đảm bảo khi anh thường xuyên phải chơi rộng suốt cả trận. Trong khi đó, cả N'Golo Kante và Aurelien Chawamani vẫn thuần túy là những chuyên gia đánh trận, dọn dẹp chứ rất ít khi tung ra những đường truyền mang tính đột biến có thể xé toang hàng thủ đối phương để tận dụng tối đa những pha bứt tốc của các cầu thủ trên hàng công, đặc biệt là Kylian Mbappe. Ở trận gặp Bỉ, nhìn tuyến giữa của gà chống Gola thi đấu, rất nhiều người cảm thấy nhớ Paul Pogba, bởi nếu có Pogba trên sân, đội tuyển Pháp chắc chắn không phải vất vả như thế mới giành được chiến thắng. Nếu trận này có Eduardo Camavinga hoặc Ausman Dembele trở lại, thì Griezmann sẽ có người chia lửa và hy vọng Bleus sẽ tận dụng được những khoảng trống mà Mbappe Thuram tạo ra trước hàng thủ không quá chắc chắn của đội tuyển Bồ Đào Nha. Về phần mình nếu không tính loạt trận luân lưu, đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ giành chiến thắng một trong năm trận đấu gần nhất tại vòng loại trực tiếp ở các giải đấu lớn chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức kể từ khi họ lên ngôi vô địch Euro 2016. Ở vòng 18 Euro lần này, đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez dù cố gắng đến thế nào cũng không thể chọc thủng lưới đội tuyển Slovenia. Ngay cả siêu sao Cristiano Ronaldo cũng đã hỏng phạt đền trong hiệp vụ. Nhưng khi bước vào loạt sút luân lưu, đội tuyển Bồ Đào Nha đã sút thành công 3 lần liên tiếp, đồng thời thủ thành Diogo Costa trở thành người hùng của Selecao khi anh cản phá được 3 quả sút phạt 11 mét đầu tiên của các cầu thủ đội tuyển Slovenia. Có lẽ nhờ vậy, tinh thần thi đấu của của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng tăng lên đáng kể trước cuộc đối đầu với đội tuyển Pháp. Vấn đề chính của đội tuyển Bồ Đào Nha lúc này là họ liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khi chơi phản công. Ba trong bốn trận đấu tại Euro 2024, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đều dứt điểm thiếu hiệu quả. Tuy sở hữu rất nhiều lựa chọn trên hàng công như Joao Felix, Pedro Neto và Goncalo Ramos, nhưng huấn luyện viên Martinez vẫn không dùng họ. Ở trận đấu sắp tới đội tuyển Pháp sẽ thiếu vắng Adrien Rabiot vì án treo giò. Điều này buộc huấn luyện viên Didier để xăm phải điều chỉnh tuyến giữa hoặc thay đổi chiến thuật cho Ledler. Theo đó, hoặc có thể Eduardo Camavinga sẽ được trao suất đá chính ở hàng tiền vệ, chám vào vị trí của Rabiot, hoặc Ausman Dembele sẽ trở lại đội hình xuất phát và pháp đá với sơ đồ 4-3-3. Về phần mình... Đội tuyển Bồ Đào Nha không có bất cứ sự vắng mặt do chấn thương hay treo giò, tuy nhiên, huấn luyện viên Roberto Martinez có thể sẽ thực hiện những điều chỉnh nhỏ, đặc biệt trên hàng công, để tạo nên đột biến trước Á quân thế giới. Nhiều khả năng nhà cầm quân đội tuyển Tây Ban Nha sẽ sử dụng Diogo Jota thay cho Rafael Leao, người đã gây thất vọng tại Euro 2024.